anh vinh sự kính mến em Thiên Thanh. Hôm nay cũng thứ linh cửu của anh, thăm viếng anh lần cuối cùng. Mong anh được thanh thản về với Chúa. Em cảm ơn anh. Khi còn sinh thời, anh đã cho ra đời những bài hát đi sâu vào lòng khán giả một điệu âm nhạc. Những bài hát đó đã giúp cho em thay đổi cuộc sống cho đến ngày hôm nay. Chẳng hạn như là ca khúc Những Cỏ Cho Em, chính em đã hát qua trong chương trình Mưa Bụi Năm năm 1995 và Gõ Cửa Trái Tim năm 1997. Còn nhiều ca khúc nữa cho tới ngày hôm nay, nhiều lắm, em không kể hết. Anh đã để lại một gia tài, một tài sản âm nhạc khổng lồ cho khán giả bộ điệu Việt Nam, cho các ca sĩ của chúng em. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Mong anh đã đi thanh thản về với Chúa, được trọn vẹn ước nguyện của anh. Anh sẽ em hy vọng là anh sẽ tái sinh là một nhạc sĩ tài năng nữa như kiếp này. Kính thưa bà con, kính thưa gia đình, Thế Thanh xin đến đây để chia buồn cùng các anh chị em trong gia đình. Nỗi mất mát to lớn này anh sẽ cùng chia sẻ, và Thế Thanh cũng chia sẻ với bà con một điệu âm nhạc. Thưa, nghe những ca khúc do Thế Thanh hát, sáng tác của nhạc sĩ Vinh Sử. Hôm nay thì Thế Thanh sẽ đứng trước linh cữu của anh gửi đến cho gia đình bà con ca khúc Những Cỏ Cho Em và Gõ Cửa Trái Tim. Quan trọng là Thế Thanh hát live, hát thật, không hề tập dượt. Dĩ nhiên là sẽ không có tốt lắm như những bài nhạc beat mình đã từng hát hoặc là ban nhạc mình đã từng tập dượt. Nhưng mà đó là cái điều mộc mạc nhất, chân thành nhất của anh em nhạc sĩ, nhạc công và Thế Thanh đang đứng tại nơi đây. Có điều chi sơ sót, xin khán giả một điều âm nhạc cả nước, bà con hàng xóm và gia đình thông cảm, bỏ qua miễn thứ. Bà con ơi, dù cho đang cầm máy điện thoại quay nhưng mà cũng vỗ tay cho anh Vinh Sử, xin chào bà con ơi. Cho em vô đó không được, em vô tí xíu. Em ơi, anh đó có người chỉ đang như cánh rừng mây đau đớn chỉ cho chiều nó đời là nỗi. Cỏ lá để đeo không nhớ tuổi hoa, người ta nuôi em lắm mùa, còn anh cho em nhẫn cỏ thì em. Quá hay luôn anh Chí Thanh ơi. Quá hay luôn. Hay quá, ca sống gì mà hay quá. Không có tập giờ trước. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lần đầu tiên là tham gia vào hãng băng điện nhạc Patago. Thì lúc đó là anh gặp được anh Vinh Sử. Anh là ca sĩ cộng tác ở bên hãng, còn anh Sử là nhạc sĩ cộng tác bên hãng. Thì bài hát đầu tiên của anh ở hãng Patago là bài Về Bên Ngoài và bài Nhành Cây Trứng Cá của anh Vinh Sử. Anh Tinh Sử giống như là gặp anh giống như là một cái tần số anh em hợp với nhau. Anh Tinh Sử mới là nghĩ được điều là chế thành phù hợp với nhạc của anh. Từ đó những ca khúc mới của anh Tinh Sử thường thường giao phó cho chế thành. Anh hát rất là nhiều bài của anh Tinh Sử nhưng mà nổi bật nhất là Anh Bỏ Cho Em và Con Chuỗi Trái Tim. Con Chuỗi Trái Tim lúc đó thì mới ra đời, chưa có ca sĩ nào hát hết. Anh Vinh Sử mới gửi gắm hãng Kim Lợi Studio làm bài Con Chuỗi Trái Tim trong chương trình Mùa Bụi Bảy. Vì sao mà anh nổi tiếng bài Những Cỏ Cho Em? Đó là một cái giống như là cái điều tội nghiệp khiến cái duyên của anh Vinh Sử với và anh lớn. Hôm nọ thì anh nghỉ hát, buổi chiều đó anh nghỉ hát, anh mới hẹn với bạn bè là mình gặp nhau ở nhà hàng vui chơi ăn uống. Thì tầm khoảng chừng 3 giờ anh đi tới cái điểm hẹn với bạn bè, thì lúc đó mình còn xài phone link. Anh nghe phone link báo tiếng tích, anh mới thấy là số điện thoại của Hữu Minh. Hữu Minh là Minh Vi, chồng của Cẩm Ly bây giờ đó. Nhắn với anh là: anh Thanh ơi, anh quay về phòng thu để thu bài Những Cỏ Cho Em gấp. Thì vì công việc, anh tôn trọng công việc, cho nên anh quay về phòng thu, anh bỏ hẹn luôn. Thì thu Những Cỏ Cho Em xong là đi Huế quay. Thế nhưng hoàn thành bài Những Cỏ Cho Em trong chương trình Mùa Mười Năm rồi, anh cũng không ngờ là cái sức hút lớn như vậy. Anh nghĩ quá trình mà anh và Tinh Sử gắn bó từ ba năm qua đến giờ này tôi đều được rất là cơ duyên, rất là lớn. Kỷ niệm anh Tinh Sử thì nhiều lắm, anh Sử anh qua nhà. Anh đi với lại một vài nhạc sĩ nữa, chẳng hạn như anh Doãn Bình, anh Bảo Thu này đó. Anh qua nhà, anh ngồi tâm sự với mẹ với thân, ăn cơm ở nhà. Hoài, có thì đưa hát, ngồi xe hoài. Rồi cái chúng đó là đã nói tới Vinh Sử và thường nhắc tới với thân. Sau này thì cái hãng Kim Lợi Studio không còn sản xuất nhiều nữa. Giá thành cũng thường là đi lưu diễn các nơi, anh Sử anh hoạt động ở thành phố ít gặp nhau, nhưng mà cũng nói chuyện điện thoại qua lại rồi. Giống như là anh vừa bệnh vừa rồi mà mổ thì anh cũng là đi tỉnh, anh mới gọi điện thoại về anh thăm, anh động viên. Anh khỏe rồi, khỏe rồi, nó làm rồi. Và làm một cái chương trình đêm nhạc Vinh Sử ở Long Quang. Thì chương trình đó, cái anh là Đàm Vĩnh Hy với các bạn nữa hát về nhạc của anh Sử với viên của mình đó. Nhạc mổ rồi anh có qua bên nhà bên quận 7. Anh nói trời ơi, sao mà anh ở đây có một mình, không ai chăm lo anh hết vậy. Tôi thích mỗi mình về đây cho thoải mái, sáng tác rồi cho thoải mái.